nguồn lợi thủy sản ở biển đang giảm dần. Nước ta đang đẩy mạnh nghề nuôi biển, trong đó đầu tư cơ sở vật chất cho nghề nuôi là nhu cầu cấp thiết. Ở miền Tây thì bà con thường dùng bè nuôi bằng gỗ là chính. Tuy nhiên bè gỗ khi mà gặp sóng to gió lớn thì sẽ rất là dễ bị dở, gây thiệt hại nghiêm trọng. Do đó tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ kinh phí để nông dân đầu tư lồng bằng nhựa chịu lực, giúp hạn chế tổn thất cho các bè nuôi khi có sóng to gió lớn. Lồng bằng nhựa HDPE làm tăng độ bền, độ mềm dẻo, độ vững chắc của khung lồng. Toàn bộ hệ thống lồng được neo trên biển bằng công nghệ neo lồng đặc biệt tiên tiến nhất của Na Uy, có tác dụng cố định hệ thống, giảm lực tác dụng của sóng gió lên khung lồng. Neo tự động điều chỉnh cho lồng lên xuống theo sự dâng lên hay hạ xuống của mực nước. Từ đó, mô hình nuôi biển thích ứng tốt hơn trong điều kiện biến đổi khí hậu. So với cái bè truyền thống thì nó có những cái ưu điểm đặc biệt là thứ nhất là cái tuổi thọ của nó sẽ cao hơn. Đó, thấy cái lưới là cũng được là nhuộm cái chất mà chống sinh vật bám rất là tốt. Lưới này có thể là 6 tháng mình mới thay một lần. Hai là cái bè này nó có thể là chống chịu được gió lớn, bão có thể là đến cấp 12. Đó, cá mình không bị sao hết. Lý trên đây nó rất là dịch. Trời ơi, có rót quá ha. Đúng rồi. Đây nó bằng phẳng, cái nhựa này là nhựa dẻo, nếu mình đi nó độ an toàn rất là cao, nó bền, nó không gãy. Khi mà sóng biển mà nó lớn thì mình sẽ khuyên gì không ạ? Hay là mình có những cái che gì để cho cá nó không thoát ra được? Nếu mà mình đặt cái lồng này trong cái điều kiện mà giông bão á, mình có thể là xây dựng cái lưới để mà che lại cái phần trên này. Khi mà giông bão kết thúc á, mình có thể dỡ lưới chăm sóc cá lại bình thường. Chị Nguyễn Thị Kim Trang ở ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương được đầu tư 100% chi phí để lắp đặt 4 lồng nhựa chịu lực và 70% chi phí con giống để nuôi cá bống bú theo dự án của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đầu tư cho tỉnh Kiên Giang từ đầu năm 2022. Sau một mùa gió chướng, chị khẳng định lồng nhựa có độ ổn định hơn nhiều so với lồng gỗ. Nó nhảy sóng nhẹ gì nó đầm vậy đó, nó không hư. Còn như cái bè cây của mình sóng mạnh, gió mạnh đó là nó bị giật. Nó giật bè nó hư, sốt gãy vừa xong, gãy cây rồi mấy cái phi này là mấy cái dây này nó đứt luôn. Còn cái đó thì nó không có bị đó. Ở đây một năm mình dời 3 lần mà đậu tới 3 chỗ lận. Mỗi lần dòng đi vậy về mấy triệu vậy đó. Việc áp dụng vật liệu mới có tính an toàn, hiệu quả là xu hướng tất yếu cần thực hiện để phát triển bền vững sẽ dần thay thế lồng gỗ. Nông dân ứng dụng thành công lồng HDPE công nghệ Na Uy sẽ mở ra khả năng phát triển nuôi biển ở các khu vực xa bờ.